Chào chào chào, cuối tuần đã đến rồi. Trước khi bạn đi đâu chơi, hãy tới với WhatsApp để xem Bích Phương tung MV mới đẹp như mơ nè. Trận đối đầu EXO Big Bang ai sẽ thắng đây? À, Ma Giang Tây Giang không chỉ gây bão với công việc mà còn trên mặt trận tình cảm nữa. Hãy cùng khởi động bằng việc lướt qua những tin tức hấp dẫn nhất tuần qua nha. Búp bê con trai Thanh Thảo sau thời gian im hơi lặng tiếng đã quyết định tái xuất bằng một live show hoành tráng kỷ niệm 15 năm ca hát. Đặc biệt hơn, bên cạnh cô sẽ có người bạn rất là thân, ca sĩ Quang Dũng, người cũng vắng mặt khá lâu trên sân khấu. Mùa mưa đã tới rồi và thần mưa Trung Quân đã sẵn sàng xuất chiêu với ca khúc Xin Mưa Rơi Nhanh. Tuy nhiên, đây không phải là một bản ballad mà sẽ có hơi hướng chiêu hiện đại hơn. Và hãy mặc áo mưa vô rồi ngồi chờ nghe nhạc nha. Đóng phim nhiều năm, đây là lúc Cổ Thiên Lạc thử sức với vai trò sản xuất. Và tác phẩm sắp tới của anh lại thuộc một thể loại siêu khó, đó là khoa học viễn tưởng. Với chi phí hơn 300 triệu đô Hồng Kông, hy vọng là anh sẽ làm nên chuyện. Trai tài giờ đã có gái sắc bên cạnh. Thành viên Siwon của Super Junior đang tham gia chương trình We Are In Love với người mẫu Victoria's Secret Lưu Vân. Tuy nhiên, có vẻ như là không chỉ trên màn ảnh, cả ngoài đời họ cũng tình không kém đó. Sau một thời gian ở ẩn tu luyện bí kíp sầu ngày càng sầu thì công chúa nhạc lụi Bích Phương đã chính thức trở lại với sản phẩm mới toanh Sâu Trong Em, được chấp bút bởi nhạc sĩ Ramastic và Hoàng Tulliver. Ca khúc mang phong cách hiện đại nhưng vẫn mang mát nỗi buồn. Để đánh dấu sự trở lại của mình thì nữ ca sĩ cũng đã chịu chơi khi mang ekip qua tận đảo Koron ở Campuchia để thực hiện MV. Bàn về phần hình ảnh thì không cần phải lăn tăn bởi những cảnh quay đẹp hút hồn. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất là gương mặt khác lạ quá mức cần thiết của Bích Phương, hy vọng chỉ là do make up thôi nha. Và sau khi ra mắt Sâu Trong Em thì Bích Phương sẽ tiếp tục với các hoạt động âm nhạc trong năm nay. Hy vọng là đừng tung u sầu thần trưởng nữa nhé Phương nha. Em sẽ cứ anh nghe về đại dương xanh. Hay dạ, cô nàng Tiên Tiên thiệt là biết cách thử thách độ kiên nhẫn của khán giả mà. Tính từ lúc ca khúc My Everything làm mưa làm gió cho tới tận bây giờ cũng là mấy tháng rồi. Hay mà phải nói nha, khán giả thuộc lầu lầu luôn lời bài hát của Tiên Tiên thì cuối cùng cô nàng mới chịu tung MV. Tuy nhiên, sự chờ đợi này cũng đã nhận được một kết quả thỏa lòng mong đợi. MV cực kỳ dễ thương đúng như chúng ta tưởng tượng phải không nào? Mà đi họp báo xong á, Tuyền mới nhận ra không chỉ có khán giả trẻ mới thích nhạc của Tiên Tiên đâu nha, mà có rất nhiều những nghệ sĩ cũng đã vì giọng hát này mà đến chung vui luôn. Dự đoán coi là có vẻ như nhờ MV mới này mà My Everything sẽ hot lại từ đầu cho coi. Vừa qua trên mạng xã hội đã xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường với vợ cũ của diễn viên Huy Khánh, đó là Hoàng Anh. Câu chuyện bắt đầu từ việc Hoàng Anh cho đăng tải lên Facebook của mình một link bài viết và có hơi hướng đụng chạm Đỗ Mạnh Cường. Tất nhiên, ngay lập tức cô nàng đã nhận được một bình luận phản hồi đầy gươm đao từ nhà thiết kế này. Tuy nhiên, qua sắp được biết thì Hoàng Anh cũng không phải là dạng vừa đâu, nên cô nàng đã ngay lập tức phản pháo Đỗ Mạnh Cường bằng một đòn cũng đâu không kém. Ai dài dài, chuyện tranh cãi chỉ có phụ nữ với nhau mà thôi, đàn ông thì đừng chấp đàn bà chi ha nha Đỗ Mạnh Cường. Vậy là sau Thu Phương thì lại thêm một trong tứ đại diva của V-pop cũng đã chính thức quay trở lại khi gật đầu tham gia ngồi ghế nóng của một cuộc thi âm nhạc đình đám. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài thì Trần Thu Hà đã khiến khán giả bất ngờ trước quyết định này của nữ ca sĩ. Theo như cô chia sẻ thì hiện nay Trần Thu Hà đang cực kỳ háo hức với vai trò mới này. Tuy nhiên là nữ ca sĩ cũng cảm thấy khá là tiếc khi không được ngồi cùng với Thu Minh. Chà chà chà, coi bộ là sắp tới đây các thí sinh sẽ phải cố gắng hơn 100 lần luôn để có thể chinh phục được nàng diva của chúng ta rồi đấy. Hoặc không thì ngay lập tức các bạn sẽ nhận được những trận mưa chê tưng bừng, bởi vì Hà Trần nổi tiếng là cực kỳ khó tính trong âm nhạc luôn mà. Nếu mà đã từng là fan của Tiểu Thời Đại thì chắc chắn không thể nào mà bỏ qua được sự trở lại của diễn viên xinh đẹp Dương Mịch trong một siêu phẩm truyền hình được trông đợi nhất năm có tên là Interpreter. Vậy là sau khi hạ sinh bé Tiểu Gạo Nếp, đây chính là lúc nữ diễn viên lấy lại ánh hào quang của mình. Và theo WhatsApp biết thì Interpreter là một dự án phim được đầu tư lớn, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Và nhân vật trong phim của Dương Mịch sẽ là một cô gái phiên dịch viên có cá tính mạnh, tất nhiên không thể thiếu một chuyện tình lãng mạn với một nhân vật nam được nhà đài giấu kín bưng. Rồi khi nào sẽ có danh sách diễn viên chính đây? Thôi khi nào có thì Mr. WhatsApp sẽ thông báo với các bạn nha. Còn bây giờ phải tranh thủ soi xem bà mẹ một con này sau thời gian nghỉ sinh nở có bị thụt lùi về kỹ năng diễn xuất cũng như có bị phì ra tí nào không. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác thì ngày 1 tháng 6 vừa qua, nam diễn viên kim ca sĩ An Quân Sáng đã qua đời ở tuổi 32 trong vòng tay của bạn bè và người thân. Để WhatsApp nhắc cho ai không biết về anh chàng này nha. Gia nhập vào làng giải trí năm 2001 với nhóm Comic Boys, nhưng được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên qua các phim Xạ Thần, Chiến Thần,
Cổ Kim đại chiến Tần Dũng Tình. Chắc không ai quên được chàng trai dễ thương với nụ cười tỏa sáng, từng được xem là người yêu tin đồn với cô nàng Từ Hy Viên. Thôi thì các anh chị em nghệ sĩ có nghe tin thì nhớ chăm sóc sức khỏe của mình thường xuyên để gắn bó với nghệ thuật lâu dài nha. What's up? Chính xác rồi, EXO sẽ đối đầu trực tiếp với Big Bang khi cả hai cùng lúc quay trở lại với sản phẩm âm nhạc của mình. Trong khi Big Bang tung hẳn hai MV mang tên là Bang 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 và We Like To Party nằm trong album Em sắp phát hành, thì EXO cũng vừa cho ra mắt luôn MV Love Me Right sau loạt chiến thắng bất bại của Call Me Baby. Cuộc chiến được xem là khá cân sức khi Big Bang đang làm khuấy đảo tại các bảng xếp hạng digital, thì EXO lại là nghệ sĩ tẩu tán triệu đĩa với album của mình. Ai sẽ giành chiến thắng đây? Hãy cùng WhatsApp theo dõi. Mà nghe đâu đây khi Girls Day và Girl Generation cũng đã rục rịch trở lại tham gia trận chiến khốc liệt này, cuối cùng thì người hưởng lợi chính là các fan nhé. Đúng rồi, chính xác rồi đó, các bạn không hề nghe lầm đâu. Tê Giang đã có bến bờ và không ai khác chính là cô nàng người mẫu Min Hyo Rin. Nghe đâu là cả hai đã tay trong tay khi cô nàng tham gia đóng một MV, đó là MV 1AM. Nghe đâu cặp đôi này cũng rất là nghiêm túc và hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm nữa. Vì trong một show ca nhạc của Big Bang gần đây, khi Tê Giang được hỏi mẫu người phụ nữ lý tưởng của mình, thì Hyo Rin đứng dậy và nói to là tôi. Đó, đừng có mà đụng vào Tê Giang nha. Thôi, vỗ tay cho một cặp đôi mới hạnh phúc đi nhé. Tiếp tục theo chân WhatsApp đột nhập xứ sở Kim Chi, xem những diva đình đám K-pop một thời hiện đang làm gì và đang ở đâu. Có vẻ như nữ hoàng gợi cảm Lee Hyori của chúng ta đang rất là hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hôn nhân của mình. Hài lòng đến mức mà Bad Girl của chúng ta quên luôn cả việc cầm mic và trở lại sân khấu. Sau album Bad Girl thì Lee Hyori đã lui về hậu cung chăm sóc cho chồng, trồng cam, nuôi chó, làm ruộng. Đúng là một hình mẫu vô cùng chuẩn của người vợ đảm đang trung hậu luôn nha. Với tình hình hiện tại thì các fan sẽ tiếp tục đợi dài cổ cho đến ngày Lee Hyori comeback rồi. Mà có khi còn chẳng thèm comeback luôn á chứ, chỉ vì chị còn bận cho chó ăn và thu hoạch rau rồi nha. Nữ hoàng mắt to Trung Hoa cũng đã chơi trò im thiên thích lặng mất tâm với các fan một thời gian dài, thật là dài, trong làng nhạc K-pop. Dường như mặc cảm tuổi tác nên Trung Hoa đã ngậm ngùi lui về công việc kinh doanh, thi thoảng tham gia một vài bộ phim cho vui nhà vui cửa mà thôi. Và WhatsApp thấy phim nào có nữ ca sĩ là phim đó rating rất là ghê không à. Thôi, tốt hơn hết là cứ lấy chồng sinh con yên phận như Lee Hyori đã phải cực, cũng đỡ phải mang tiếng bon chen với đàn em nhé. Cũng như hai người bạn của mình, sau album Look At, một trong tứ đại diva Hàn Quốc cũng đã chơi trò trốn tìm với các fan, mặc kệ cho bao nhiêu tiếng gào, khóc than kêu gọi trở lại của các fan. Thế nhưng dường như Jaehyun vẫn ung dung với cuộc sống hiện tại của mình, lâu lâu xuất hiện trong các chương trình âm nhạc của các đài truyền hình để chọc tức fan thôi. Tuy nhiên mới đây thì nữ ca sĩ đã úp mở phong phanh về việc sẽ trở lại sớm trong thời gian gần nhất. Hy vọng đây là sự thật, chứ các fan đang khát nhạc lắm rồi đó Jaehyun ơi. Nữ hoàng thời trang Serin Young thì đang mải mê chăm lo công việc thiết kế thời trang cùng với cái show truyền hình của mình. Chắc ở nhà riết cũng chán nên cô nàng vừa công bố trở lại với album mới toanh nha. Thôi thì bốn nàng, một nàng chỉ quay lại cũng đã mừng vui hết lớn rồi. Tiếp tục với câu chuyện của các sao Hollywood nha. Không yêu thì xin đừng nói lời cay đắng. Nhưng với Mariah Carey thì những ai đã đắc tội với chị luôn sẵn sàng cho đi vào dĩ vãng. Bằng chứng là chương trình American Idol. Nếu như việc giải thể chưa đủ buồn thì mới đây nữ diva đã tiếp tục sát muối ớt vào vết thương chưa kịp lành của các nhà sản xuất. Mimi cho biết việc trở thành giám khảo trong American Idol là địa ngục đối với mình. Nữ ca sĩ còn dõng dạc tuyên bố rằng đây là show truyền hình siêu chán và giả tạo nữa. Việc đấu đá giữa Mimi và Nicki cũng khiến cho giọng ca Butterfly trở nên chán nản. Còn về hai giám khảo nam là Keith Urban và Randy Jackson hả? À, với nữ ca sĩ thì hai người đàn ông đó như tàn hình và cũng không muốn bàn tới luôn. Kết lại bài phỏng vấn, Mimi còn tuyên bố chắc lịch rằng cô sẽ không bao giờ dính dáng bất kỳ thứ gì tới chương trình này. Ồ, tưởng lời tuyên bố này liệu còn giá trị sử dụng không chứ, khi mà chương trình sắp giải tán rồi. Tuần này chị Mimi đang tung hoành và chiếm sóng của WhatsApp đó nha. Có vẻ như dạo này mốt quảng bá cho mấy trang web hẹn hò có vẻ thịnh hành ở Hollywood quá chứ. Hết Hilary Duff, bây giờ đến Mariah Carey. Vừa qua Mimi đã bất ngờ cho đăng tải MV mới của mình Infinity lên một trang web hẹn hò nổi tiếng của Hollywood. Và bất ngờ hơn chính là profile tìm kiếm bạn hẹn hò của nữ hoàng yêu sách khi muốn tìm kiếm một người đàn ông trong khoảng từ 20 đến 120 tuổi và phải sinh sống tại New York nha. Chắc là chị không có ý thức được việc tuổi xế chiều đã ập đến đây mà. Mà thôi, tính ra thì đây cũng là một cách PR thông minh chứ. Không tốn quá nhiều phí mà lại được nam thanh nữ tú gần xa ghé mắt vào xem.
Tuy nhiên, khai gian về việc có những đường cong cơ thể là không được đâu. Đường cong này đã thành đường tròn lẳng rồi. Một khi bạn đã có tiền thì mua tiền cũng được. Ok, nhưng trước hết phải học cách lịch sự tối thiểu với người khác nha, Chris Brown nha. Theo như một nguồn tin cho biết thì vừa rồi, nam ca sĩ Yeah Triple X vừa bị cáo buộc rằng có một hành động hơi bị vô văn hóa đối với một tiếp viên hàng không trên chiếc phi cơ riêng của mình. Không những hút thuốc mà nam ca sĩ đã vô tư nhả khói vào mặt tiếp viên này. Hút thuốc trên máy bay là sai rồi mà còn làm hành động này, đúng là phải tặng cho anh ta một cái dù và nhảy xuống đi. Tuy nhiên lúc mà bị phản pháo thì Chris Brown rất là bình tĩnh, dửng dưng đến phần lạnh lùng, cho rằng anh đã trả đến 60.000 đô cho chuyến bay này nên cả máy bay và những người ở đó đều phải thuộc quyền sở hữu của mình. Nghe là muốn lật bàn ghê á. Vậy mà nghe đâu mới vài ngày trước thôi, Chris Brown còn tỉ tê tâm sự là mỗi khi nhìn vô gương anh cảm thấy chán ghét con người tồi tệ của mình quá đi. Nói vậy mà không hề biết sửa chữa thì là đáng xấu hổ quá. Wow, vậy là sau khi dùng đủ mọi phương pháp từ truyền thống đến hiện đại thì cuối cùng bà Kim Kardashian West cũng đã chính thức mang thai em bé thứ hai. Tuy nhiên, có vẻ như chuyện này lại không được chú ý bằng việc bố dưỡng Bruce của cô nàng nay đã trở thành mẹ kế Kathleen. Hay là, nhưng mà thôi, dù sao thì mọi người cũng vui mừng chúc phúc cho cả hai mẹ con. Theo như Kim bật mí thì cô đã có thai được 3 tháng và vào tháng 12 này thì gia đình nhà West sẽ chào đón tận 2 thành viên mới. Không, không hề nghe lầm đâu, mà lần này không phải một nhé, mà là 2 em bé sẽ ra đời trong tháng 12 luôn. Vậy là đã thỏa ý mong muốn của hai vợ chồng rồi, mong một mà được luôn 2, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, mặc dù cũng không áp dụng câu nói dù gái hay trai chỉ 2 là đủ cho lắm. Mà thôi kệ, gia đình có điều kiện mà muốn nhiều không được, phải không Kenya? Nếu như là một fan cứng của loạt phim Harry Potter đình đám thì chắc chắn sắp tới đây các bạn không thể nào mà bỏ qua Harry Potter ngoài truyện. Sẽ là những câu chuyện chưa hề được kể về cuộc phiêu lưu đầy phép thuật của Harry Potter. Mới đây thì nhà sản xuất đã chính thức công bố nam diễn viên được chọn mặt lưỡi vàng vào bộ phim. Đó chính là một cái tên nghe mới ken sà beng luôn, đó là Eddie Redmayne. Theo như Warner Brothers, đơn vị sản xuất của bộ phim thì Eddie sẽ vào vai Newt Scamander trong phần ngoại truyện này, có tên gọi là Fantastic Beasts and Where to Find Them. Giải thích về lý do lựa chọn một nhân vật mới toanh thay vì chọn lại bộ sáu trước của Harry Potter, nhà sản xuất cho biết là Eddie là một diễn viên tài năng và họ tin rằng anh chàng có thể diễn được một vai, có thể nói là không được 10 phần cũng phải là 8-9 phần so với Daniel Radcliffe. Cứ để mà xem sao, để vượt qua được cái bóng của đàn anh không phải là một chuyện dễ dàng như là ăn xôi đâu. Nói chung có phim coi là cũng vui rồi, hãy cùng chờ xem Harry Potter ngoại truyện này có hay và vui như Tây Du Ký ngoại truyện của Châu Tinh Trì không đi hả? Có vẻ như trong quá trình tham gia Southpaw, chàng Jack không biết là có bị va đập đầu mình vào chỗ nào không mà đột nhiên trở nên uyên bác đến sợ luôn. Trong một bài phỏng vấn vừa qua, Jack đã khiến cho phóng viên cùng hàng loạt khán giả phải bất ngờ ngẩng to te trước câu trả lời thần thánh của mình. Nam diễn viên cho biết là 90% cơ thể con người là nước và nó sẽ bị ảnh hưởng như thủy triều khi mà mặt trăng tròn. Wow. Thật là uyên bác chứ, một lý thuyết mới nha. Mấy nhà nghiên cứu khoa học thế giới đề nghị cấp ngay cho Jack một cái bằng vì lời phát biểu cực kỳ vĩ đại mà chưa biết là có xài được hay không này nha. Jack uyên bác còn cho biết thêm là nếu như bạn dành đủ thời gian cho việc nghiên cứu môi trường thì bạn sẽ thấy được tính cách con người mình ở trong đó. Vậy là các fan chuẩn bị mất đi một diễn viên nữa rồi, thay vào đó sẽ là một nhà nghiên cứu khoa học, Jack Gyllenhaal. May là anh chưa nói rằng trăng tròn là con người sẽ hóa thành sói đó. Bắn rap xối xả và hối hả thể hiện nữ quyền là vậy thôi, chứ sâu trong thâm tâm thì Iggy vẫn là một người phụ nữ yếu đuối mỏng manh cần sự quan tâm của đàn ông chứ. Mới đây thì Iggy đã bất ngờ khi mà mở lại Instagram cho đăng tải luôn một bức ảnh mới ken chụp cùng bạn trai Nick Young đi kèm với caption ngày vui nhất và tôi đã nói đồng ý. Xí nha, đừng quên cái nhẫn kim cương màu vàng lấp lánh trên cái ngón tay áp út kìa. Thấy không, nó đủ to để bạn nhìn thấy mà. Theo như Mr. WhatsApp điều tra thì hôn phu của Iggy là một người ngoại đạo, tức là không phải ca sĩ, chẳng phải diễn viên luôn. Nick Young là một cầu thủ bóng rổ của NBA. Và ngay sau tấm ảnh do Iggy đăng thì đích thân anh chàng cũng cho đăng một tấm ảnh tương tự kèm theo nội dung nghe hơi đắng lòng. Cô ấy đồng ý, kết thúc thật rồi, tôi đã là một người đàn ông có vợ rồi. Đây không biết là đang mỉa mai hay là sợ sệt nữa. Thôi thì các fan có muốn ký tên đòi lại giải thưởng của mình thì chị đây cũng không quan tâm. Hiện giờ chị đang say đắm trong tình yêu mới cùng chiếc nhẫn 10 carat. Xin chúc mừng Iggy nha. Khi được tại ngoại thì người ta sẽ làm gì? Bay liền sang Ý và ăn uống lãng mạn với bạn trai tin đồn thôi Lindsay ha. Vậy là sau khi hoàn tất nghĩa vụ vì phải trả giá cho việc lái xe mất kiểm soát, cuối cùng cô nàng lắm chiêu cũng đã chính thức trở thành một công dân tự do. Và việc đầu tiên để ăn mừng chính là bay luôn sang Ý thơ mộng để hẹn hò. Và chàng trai dung dăng dung dẻ với cô ta không ai khác chính là
người tình tin đồn Marcia Milani. Nghe đâu phong phanh là cả hai đã hẹn hò hơn một tháng rồi. Đây không phải lần đầu tiên cả hai bị bắt gặp đi chung với nhau. Nhưng mà nhớ nè, vui kiểu nào cũng được. Làm ơn đừng chè chén quá rồi lái xe mất kiểm soát nữa. Có chè chén, có say xỉn thì bắt taxi về cũng được. Tòa án luôn trực chờ bất cứ lúc nào. Hãy quay đầu làm bờ ngay đi thôi. Chị không có bầu đâu nha, chỉ tại bụng chị to mà thôi. Ok chưa các Little Monster? Vừa qua thì trong một bài phỏng vấn, giọng ca Born This Way vừa trả lời tất cả mọi thắc mắc của các fan về việc bầu bí của mình rằng nhiều người nghĩ cô có thai, thực chất chỉ là do cô già đi mà thôi. Ủa, già với có thai chắc liên quan quá. Hay là chị muốn nói tuổi 30 nên vòng bụng phình ra một tí khiến mọi người hiểu lầm là mình có thai. Và nhân tiện cập nhật tình hình ca hát của mẹ quái vật một chút. Có gì đâu mà cập nhật, bởi vì người ta đang một lòng trở thành người vợ đảm đang trong mắt vị hôn phu Taylor Kinney rồi, nên việc ca hát chỉ là thứ yếu mà thôi. Các fan chắc chắn sẽ còn phải chờ dài 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 khổ cho đến khi có một đám cưới được diễn ra. Có thể vài năm nữa thôi các bạn mới nghe Gaga hát lại đó. Ồ, nữ diễn viên Mila Kunis chắc hẳn là đang trong trạng thái đi ngủ mà nhắm một mắt, mở một mắt, y như là một con cú vậy đó. Nguyên nhân là do một fan cuồng mà trước đây đã từng khiến nữ diễn viên này xanh mặt đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần Pomona, California. Vậy thì sao Mila phải sợ tay fan này đến như thế ta? Để WhatsApp kể lại cho mà nghe nha. Bạn hãy đồng cảm với Mila đi. À, đầu tiên là việc fan cuồng này đột nhập thẳng vào căn hộ của Mila và ở lại đó hơn 2 tuần luôn. Cái vụ này thì Chris Brown cũng đã trải qua rồi nè, hãy thông cảm cho Mila nha. Chưa hết, vị fan đáng sợ này còn xuất hiện tại phòng gym của nữ diễn viên, núp dưới gầm xe của cô nàng để chờ đợi một cơ hội được chạm vào thần tượng của mình. Đủ nổi da gà chưa? Tưởng tượng bạn đang đi về nhà và một cái đầu là hoắt thò ra từ gầm xe, dám cá là bạn sẽ bỏ của chạy lấy người đúng đó chứ. Hy vọng là mọi người mau sớm bắt được fan cuồng này, hoặc là Mila sẽ phải chuyển chỗ ở. Hãy chạy đi Mila ơi, hãy chạy nhanh lên, hãy kêu Austin ra hỗ trợ nếu cần nha, vì tên điên này sẽ không dừng lại đâu. Đến hẹn lại lên rồi. Tuần này hãy cùng Mr. WhatsApp điểm lại những bộ cánh thần thánh đã làm nổi bật thảm đỏ liên hoan phim Cannes lần thứ 68 vừa qua nha. Đầu tiên phải kể đến điểm nhấn của buổi ra mắt Mad Max Fury Road. Nữ diễn viên Charlize Theron xuất hiện trong một chiếc váy cúp ngực vàng của thương hiệu Dior. Charlize chính là ngôi sao sáng nhất trên thảm đỏ. Người đẹp The Rings Naomi Watts lại quyết định chọn cho mình một chiếc đầm mang phong cách cổ điển của Ralph Lauren, không quên đi kèm là những món trang sức lạ mắt vô cùng. Thiên thần Kylie Kloss lại quyết định diện cho mình một bộ jumpsuit với những đường cut out táo bạo và những mảnh kim loại được trang trí một cách khéo léo đây. Thiên nga đen Natalie Portman lại gây ấn tượng bằng một chiếc đầm đỏ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Tuy nhiên, mọi cánh phóng viên lại dồn sự chú ý nhiều hơn hết cho nữ diễn viên Lupita Nyong'o. Khi cô xuất hiện trong một chiếc váy màu xanh cầu kỳ đã khiến cho viên kim cương đen lộng lẫy hơn bao giờ hết. À, tranh thủ PR cho nước nhà tí. Đừng quên Lý Nhã Kỳ, đại diện Việt Nam duy nhất của chúng ta, cũng cực kỳ ấn tượng tại liên hoan phim Cannes này đó. Where do you go, my lovely? Bạn kia đi đâu đó? WhatsApp chưa có hết mà bạn đi đâu? Where do you go, where do you go? Fashionista, tín đồ thời trang là thuật ngữ dùng để diễn tả một người phụ nữ yêu thời trang, sành điệu tinh tế trong việc kết hợp xu hướng, phong cách cá nhân và cả mua sắm thông minh. Thời trang không chỉ là quần áo mà đơn giản là biểu hiện bản sắc riêng của một người. Elle Private Sale 2015 là nơi phái đẹp không chỉ thỏa thích được mua sắm mà còn có cơ hội để trở thành một fashionista thứ thiệt với 20 trải nghiệm đẳng cấp chỉ có thể là Elle. Còn bạn, bạn đã chọn được cho mình món đồ nào ưng ý chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra khi mà gia đình siêu trộm là Ketsuya với một đại gia tộc cảnh sát lừng danh? Chắc chắn sẽ kéo theo câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười khi hai bên như nước với lửa không đội trời chung. Câu chuyện tình Romeo Juliet phiên bản 2015 sẽ tái hiện đầy kịch tính, sôi động và hài hước trong Suya Đại Chiến 2. Liệu rằng đôi trẻ sẽ sánh bước đi vào lễ đường cùng nhau, hay con gái ngài cảnh sát sẽ đích thân tra tay con trai nhà ăn trộm vào cổng và dẫn thẳng vào trại giam? Có thể họ sẽ trải qua tuần trăng mật trong nhà giam thì sao nhỉ? Hãy cùng WhatsApp khám phá bộ phim hài tình cảm cực nhắn này tại các rạp Lotte Cinema từ ngày 12 tháng 6 này. Bạn có hay sợ không? Bạn có hay sợ thứ này, thứ nọ, thứ lọ, thứ chai không? Ai mà chả có chứ đúng không? Mà riêng cô nàng Michelle Poehler, một giám đốc sáng tạo thì lại có vô vàn những nỗi sợ khác nhau.
Cách đối phó với nỗi sợ tốt nhất chính là đối diện trực tiếp, và Michelle đã thử thách bản thân mình với dự án 100 ngày không sợ hãi. Cô nàng lên danh sách 100 điều mình sợ hoặc chưa bao giờ dám thử, và mỗi ngày Michelle thực hiện một điều. Có thể bạn sẽ thấy một số điều là vô cùng đơn giản như là trò chơi đấu bò điện tử nè, nhuộm tóc màu ombre hay là bấm lỗ tai. Thế nhưng điều quan trọng nhất không phải là thử thách ấy lớn hay là nhỏ, mà điều đáng lưu ý chính là Michelle đã truyền được cảm hứng cho những bạn trẻ dám sống và dám thử những điều mới mẻ. Nghĩ trẻ sống trẻ là như thế này mới đúng đây nè. Đề tài kinh dị chưa bao giờ nguội đâu nha. Hỏa Hồn là một vở kịch do sân khấu thế giới trẻ giới thiệu với một câu chuyện đầy bí ẩn. Hoàng là họa sĩ tài hoa từ Pháp trở về Việt Nam để cưới vợ. Không ngờ Hoàng bị cuốn vào những vụ án giết người đẫm máu một cách bí ẩn và kỳ quái. Đó là khi Hoàng bất ngờ phát hiện ra mình có khả năng vẽ lại những bức tranh tội ác một cách chính xác như hiện trường của vụ án mà chính anh cũng không thể kiểm soát được. Ai là hung thủ thực sự đằng sau những tội ác kinh hoàng này? Hãy xem để tìm cho mình câu trả lời chính xác nhất. Tuần này hãy cùng Mr. WhatsApp điểm qua những bộ phim truyền hình Việt Nam hợp tác sản xuất với Hàn Quốc mà chắc chắn là một trong số các bạn đã từng xem qua rồi ha. Bộ phim đầu tiên đánh dấu cho trào lưu phim truyền hình hợp tác Việt Hàn phải kể đến sitcom Lãng Hoa Tình Yêu, được ra đời vào năm 2004. Lãng Hoa Tình Yêu nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả bởi tính hài hước mới lạ theo cách làm phim Hàn Quốc, nhưng nội dung vẫn giữ được văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, điểm nhấn cho bộ phim này vẫn chính là dàn diễn viên gạo cội như là Kim Xuân, Hoàng Trinh, Hoàng Sơn, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Dầu. Mặc dù đây là sản phẩm đầu tiên cho trào lưu phim Việt Hàn, thế nhưng Lãng Hoa Tình Yêu cũng đã gây được cơn sốt với khán giả truyền hình. Thấy quen không đây? Quen là đúng rồi, vì đây chính là ca khúc Một Thời Làm Mưa Làm Gió trong bộ phim Mùa Ngò Gai do hãng phim gia đình Việt Vifa kết hợp với Hàn Quốc sản xuất. Tuy mô típ Hàn Quốc được đưa vào nhiều hơn so với Lãng Hoa Tình Yêu, nhưng khi đưa hình ảnh món phở Việt Nam vào bộ phim này đã gây được nhiều thiện cảm với các khán giả. Đây cũng chính là bộ phim đưa hình ảnh Kim Hiền, Hòa Hiệp, Ngọc Trinh đến gần với khán giả hơn. Nhắc tới Ngò Gai, tự nhiên Mr. WhatsApp thấy thèm phở quá đi. Nè, có ai còn nhớ đến bộ phim này không? Cô Dâu Vàng, một trong những bộ phim xoay quanh cuộc sống của một cô gái Việt làm dâu xứ Hàn. Với toàn bộ ekip từ Hàn, bộ phim đã tạo được tiếng vang khi không chỉ tăng số tập phát từ 50 lên 64 tập, mà còn đoạt luôn giải thưởng phim truyền hình hay nhất tại Liên hoan phim truyền hình Seoul năm 2008. Tiếc thay, nhân vật chính là người Việt Nam thì là do cô nàng Lý Dân A thủ vai, mà đóng vai này quá đạt chứ, nếu không thì WhatsApp cũng không ủng hộ đâu ha. Cũng không thể nào mà quên kể đến bộ phim truyền hình đình đám thời gian vừa qua, Tuổi Thanh Xuân, với dàn diễn viên Việt Hàn đẹp lung linh cùng nội dung mới lạ. Diễn xuất ổn đã khiến Tuổi Thanh Xuân nhanh chóng trở thành hiện tượng đối với khán giả Việt. Đặc biệt bộ phim cũng có sự góp mặt của thành viên Yun Hook, khiến cho bộ phim được quan tâm theo cấp số nhân luôn, nhờ các elf đó nha. Nhưng điểm sàn lớn nhất có lẽ là cái kết quá mập mờ, không ai chấp nhận được. Thôi thì dù sao qua bộ phim, Nhã Phương cũng đã phần nào khẳng định được khả năng diễn xuất của mình. Chúc mừng cô nàng cùng bộ phim đi nào. Xém nữa là quên ha. Quả là thiếu sót nếu mà không nhắc đến bộ phim này. Đó là bộ phim điện ảnh Kinh Dị 10, với sự tham gia góp mặt của các diễn viên tên tuổi như Anh Thư, Hồng Ánh, Bình Minh, Lý Nhã Kỳ cùng với dàn diễn viên xứ Hàn Joan, Cha Yeon. Tuy còn nhiều sai sót nhưng 10 vẫn tạo ra được dấu ấn trong lòng khán giả và chiếm luôn hai giải thưởng quay phim xuất sắc nhất và âm thanh xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2008. Một cuối tuần rần rần như vậy thật là quá vui luôn. Hãy tận hưởng 2 ngày thứ bảy và chủ nhật một cách trẻ khỏe đi nha. Và đợi WhatsApp đi tìm tin để mà kể tiếp cho nghe. Bye bye.